Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chiến dịch vận động áp dụng luật Magnitsky đối với hai quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật Magnitsky do 10 tổ chức đang xúc tiến. Đây là một đạo luật về nhân quyền tại Việt Nam, đó là hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc có những vi phạm nghiêm trọng đối với những người lên tiếng cho nhân quyền ở trong nước. Họ đã bị đàn áp, đánh đập, thậm chí dẫn đến tù đầy. Thông cáo báo chí của Việt Tân phát đi vào ngày 27 tháng 10 cho biết, tổ chức này đang cùng 9 tổ chức khác trên thế giới cùng nhau công bố báo cáo, trong đó nêu rõ những vi phạm của hai ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình hết sức nghiêm trọng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm bên trái và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Cụ thể, hai quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc Bộ Chính trị đã ra lệnh tiến hành những biện pháp bị cho là vi phạm nhân quyền. Đơn cử đó là việc trả thù về mặt kinh tế đối với những nhà hoạt động, gồm buộc chủ kinh doanh đuổi việc hoặc đe dọa khách hàng của những nhà hoạt động có làm ăn và buôn bán, từ chối cấp hộ chiếu, cấm di chuyển, xử án bỏ túi, vân vân. Hai quan chức vừa nêu còn lợi dụng vị thế của họ để ra lệnh tấn công, tra tấn và bỏ tù hơn 500 người có tiếng nói đối lập trong nước. Thông cáo báo chí nêu rõ, trong hơn một thập niên vừa qua, giới chức chính phủ Việt Nam đã tiếp tục áp dụng siết chặt quyền tự do biểu đạt và nhắm đến các nhà báo công dân, các nhà hoạt động. Nhằm đấu tranh với tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới, Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật nhân quyền Magnitsky vào hồi năm 2012. Theo đó, sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt với những đối tượng vi phạm nhân quyền. Kể từ đó, nhiều quốc gia khác như Canada, Anh Quốc và các nước thành viên của Liên minh châu Âu đã thông qua luật tương tự với chế tài như phong tỏa tài sản và không cho những đối tượng vi phạm nhân quyền nhập cảnh vào nước họ. 10 tổ chức vừa công bố báo cáo về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của hai ông Tô Lâm và Nguyễn Hòa Bình sẽ có những cuộc gặp với đại diện Liên minh châu Âu, Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội của hai nước Anh cũng như Canada để kêu gọi áp dụng các biện pháp chế tài đối với các hai vị quan chức vi phạm nhân quyền vừa nêu ở Việt Nam. Đây là hình ảnh hơn 3.000 lính đặc nhiệm của Bộ Công an đã tấn công vào làng Đồng Tâm giữa ban đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020, giết chết cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, ngay trong phòng. Cụ cũng là một đảng viên lão thành cách mạng. Liên quan với nhiều đề xuất của nước Đức về việc châu Âu nên có một đạo luật nhân quyền Magnitsky áp dụng với không chỉ châu Âu mà còn áp dụng phần còn lại của thế giới, trong đó có cả châu Á và các quốc gia đang là mong muốn của thành viên nước của Liên minh châu Âu. Chia sẻ tiêu chuẩn của khối này, một ý kiến từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã bình luận với đài BBC như sau. Tôi cũng đồng ý là châu Âu nên có một đạo luật Magnitsky áp dụng tại châu Âu và bất cứ nơi nào trên thế giới để ngăn chặn những ai tàn ác nhằm đạt được những quyền lợi cho bản thân và cho nhóm của mình, nếu không thì rất là tồi tệ. Nhà văn Võ Thị Hảo, nhà bất đồng chính kiến đã phát biểu hôm 1 tháng 10 như sau. Và tôi nghĩ rằng 64 nghị sĩ của Liên minh châu Âu đã làm công việc đó và họ đang quan tâm tới việc phải dừng hiệp định thương mại tự do EVFTA mà châu Âu đã ký với Việt Nam nếu Việt Nam không thực hiện những cam kết về nhân quyền cũng như các thứ khác. Bây giờ họ cảnh báo như vậy và nếu Việt Nam cứ tiếp tục không để ý gì thì đương nhiên họ sẽ tiến tới những bước mạnh hơn. Vì ở đây châu Âu không nói đùa và tôi nghĩ rằng nước Mỹ cũng không nói đùa. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Kình đã khai rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Tuy nhiên, tòa án tại Hà Nội vẫn tuyên án tử hình cả hai người con của ông Lê Đình Kình mà không hề xem xét sự việc này. Từ cuối tháng 12 năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký luật mở rộng chế tài với các cá nhân vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong đạo luật này của Mỹ có điều luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky, gọi tắt là Magnitsky ATC, quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo đó, các cá nhân, quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền, có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh hoặc đóng băng tài sản. Magnitsky cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biên thủ và một số tội danh khác. Đạo luật lúc đầu áp dụng cho Nga sau mở rộng ra phạm vi các nước trên thế giới, nghĩa là rằng các cá nhân vi phạm nhân quyền
hay tham nhũng, ví dụ ở Việt Nam, nay có thể bị trừng phạt mà không liên quan và liên hệ giữa hai chính phủ. Cũng tại cuộc hội luận bàn tròn vào hôm 1 tháng 10, nhà nghiên cứu chính sách pháp luật Phó giáo sư Hoàng Ngọc Giao từ Viện Chính sách Pháp luật và Phát triển bình luận với BBC về lợi ích của Việt Nam nếu quan tâm và tôn trọng vấn đề nhân quyền như sau. Khác với hồi xưa là chỉ áp dụng lực chính trị, áp luật kinh tế hoặc có thể cắt giảm đi một số ưu đãi về kinh tế cho nước vi phạm nhân quyền, thì hiện nay chúng ta biết là có đạo luật Magnitsky. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang đã phải đi nạn sau khi bị an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam chặn đánh gãy dây chằng chân và phải phẫu thuật vào năm 2016. Và cho đến khi bà bị bắt, vết thương vẫn chưa lành và nó đã tái phát rất nặng trong tù. Luật Magnitsky mà nước Mỹ đã thông qua cực kỳ tuyệt vời, và tuyệt vời ở chỗ là người ta không nhắm vào thể chế, không nhắm vào chính phủ, người ta nhắm vào những cá nhân vi phạm nhân quyền. Mà chúng ta biết những cá nhân vi phạm nghiêm trọng nhân quyền đó là ở những lực lượng công an, ở trong lực lượng ra quyết định của ngành hành pháp, và những người đó ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, họ có tiền bạc, tài sản, con cái ở Mỹ rất nhiều. Do vậy, nếu luật Magnitsky được áp dụng, nó sẽ có hiệu lực rất lớn và nó có tính răn đe rất tốt đối với các hành vi chà đạp, vi phạm nhân quyền. Và tôi tin rằng nếu mà luật Magnitsky được áp dụng thì chắc chắn không vị thẩm phán nào dám đứng ra mà xử vụ án Đồng Tâm như phiên sơ thẩm vừa rồi. Bởi vì anh ta sẽ bị chế tài mà thôi. Cái này là cái rất quan trọng và rất thực tế. Tôi vẫn hỏi tại sao Hoa Kỳ chưa áp dụng luật này với Việt Nam, thì đó lại quay lại câu hỏi giữa địa chính trị, an ninh khu vực và vấn đề nhân quyền, cái nào ưu tiên đối với họ. Đây là hình ảnh một số tù nhân lương tâm gần đây đã bị bắt giam chỉ vì lên tiếng một cách ôn hòa. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam, thì chính quyền của Việt Nam hiện nay đang giam giữ tới 276 tù nhân lương tâm như vậy. Thủ tục yêu cầu hành động. Liên quan đến động thái từ châu Âu về nhân quyền đối với Việt Nam mới đây, một nhà phân tích và quan sát chính trị Việt Nam từ Hà Nội trong dịp này cũng nêu ra bình luận như sau. Việc mà 64 vị nghị sĩ của Nghị viện châu Âu làm thư yêu cầu gửi cho ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao về đối ngoại và chính sách an ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đồng thời gửi đến ông Davis, Chủ tịch Nghị viện châu Âu và nhiều quan chức khác của châu Âu, và yêu cầu 3 điểm liên quan chính phủ Việt Nam. Đã bắt giữ các nhà báo tự do như Phạm Chí Dũng, vụ Đồng Tâm và hồ sơ nhân quyền Việt Nam là 3 yêu cầu về mặt thủ tục để Nghị viện châu Âu trả lời cho họ và có hành động. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp và khách mời của Viện Nghiên cứu tại Singapore đã nói như vậy với BBC vào hôm 30 tháng 9. Rằng hành động thứ nhất là Nghị viện châu Âu cần giải thích những quan điểm của mình. Thứ hai là có một yêu cầu lập ra một cơ quan quan sát về việc thực hiện các quy chế về nhân quyền mà theo việc thực hiện Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Đây là một bước thủ tục, nhưng chắc chắn rằng trong một thời gian ngắn tới đây, Nghị viện châu Âu sẽ phải có câu trả lời bằng hành động theo các yêu cầu của 64 vị nghị sĩ này. Cũng theo tôi, đây là một động thái rất mạnh, mà lần đầu tiên có một động thái mạnh như thế với việc bắt giữ của chính quyền Việt Nam. Đối với trường hợp của ông Phạm Chí Dũng và đối với các sự việc xảy ra quanh vụ án Đồng Tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021 với bản tin Chiến dịch vận động áp dụng luật Magnitsky đối với hai quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Berlin.